gọi tên Việt Nam. Sau nhiều vòng thi bùng nổ tại cuộc thi tìm kiếm nhan sắc Miss Grand International 2021, đêm chung kết cũng đã diễn ra với sự hào hức của nhiều khán giả trên thế giới. Không khiến mọi người chờ đợi lâu, ngôi vị Hoa hậu đã chính thức gọi tên Việt Nam. Trong đêm chung kết Miss Grand International 2021 diễn ra đầy kịch tính tại Thái Lan, các người đẹp đã có những màn thể hiện ấn tượng nhất. Trong đó, đại diện Việt Nam luôn có những màn kết cực kỳ thu hút người xem. Ở phần trả lời ứng xử, Thủy Tiên cũng cực kỳ khéo léo, tuy nhiên phải thêm phần nhấn nhá cho câu từ cô nàng sẽ càng xuất sắc hơn. Ở phần thi bikini, trang phục dạ hội, các người đẹp đã đem đến cho cuộc thi những màn trình diễn mãn nhãn từ hình thể đến sự tự tin trên sân khấu. Trong đó đại diện của Malaysia, Angola cũng xuất sắc đạt giải trang phục dân tộc đẹp nhất. Dù nhiều lần đại diện Cambodia có lượt bình chọn cao nhất nhưng cũng không thể lọt được vào top 20. Tuy nhiên sau đó cô nàng đã vào top 10 thông qua giải vốt. Chủ nhà của Thái Lan cũng phải chia tay sớm. Ngay từ những vòng thi đầu tiên, Thủy Tiên đã có màn thể hiện xuất sắc với khán giả Miss Việt Nam 2021 khoe chọn vẻ đẹp hình thể và kỹ năng. Cô nàng khiến nhiều khán giả trên thế giới phải trầm trồ vì sự tự tin cùng phong cách nổi bật tại cuộc thi. Chúc mừng Thủy Tiên và Việt Nam đã có kỳ tích đầu tiên trong lịch sử. Của đồng... Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!